fridge full of food, fridge full of beer, my wine cooler, I've got 3 bottles in. Cơm. What? Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào con bà cô chú. Hello, con bà cô chú. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay cuối tuần rồi hả mọi người? Mới đó mà hết một tuần rồi đó. Cái nhà bếp của Kim người ta đã gắn cái mặt đá rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa có hoàn thiện hết, mọi người vẫn chưa có tô, vẫn chưa có làm mấy cái này, vẫn chưa có xong. Đây sáng là có chỗ cho anh chị ngồi ăn sáng hay là cô chú anh chị ăn sáng uống cà phê. I know, Kim. Ủa? Xin chào con bà câu chiều. Xin chào con bà câu chiều. Bà đi nightclub. Bà chị lấy nguyên một cái lo xuống vỗ nhạc từ hồi sáng tới bây giờ luôn. Kim phải xin 5 phút để tắt Kim tắt nhạc đó, Kim mới quay được. Ăn sáng sáng ra ăn bánh mì nướng đó, cho chị bánh mì nướng với bơ. Em chia thì cũng ăn. Ơ sao con để dưới đây vậy? Đó ăn vậy xong rồi Kim sẽ đi làm, hai cha con sẽ đi chở chị đi học múa. Hả chị ha? Ngày mai chủ nhật thì sẽ đi ăn với ông bà nội với anh của chị. Ăn ngay sinh nhật của Kim với mọi người. Khi nào đi nightclub? Em chi sáng ngay ngồi xuống đây cũng đem màu xuống đây vẽ nè. Vẽ cả ngày cả đêm luôn, không biết vẽ tùm lum. Là cái cạc này vẽ cho ai đây? Luna. Luna, không phải cô cái đẹp mới. Vẫn chưa có làm xong, Kim chỉ để đồ đỡ thôi. Thấy cô chú anh chị vẫn chưa có dọn dẹp nữa. Dọn dẹp dọn dẹp nhưng mấy cái thùng đó đem bỏ luôn đó. Nè, vẫn chưa có tô xong, chưa gắn đèn nữa. Thứ hai ngày mốt đó, người ta mới qua, người ta bắt đầu người ta gắn cái này nè. Đây sẽ làm cái lát cái gạch ở trong đây ha. Lát gạch trong đó, lát gạch xong tới thứ ba là xong, thứ tư là sẽ có người đến tô. Rồi cuối tuần chắc là như mấy anh thợ điện sẽ đến gắn đèn cho Kim. Mình chưa chắc là hết một tuần sau là xong chưa, cứ trừ hao là 10 ngày đến 2 tuần nữa ha cô chú anh chị. Xin chào con bà câu chữ. Bà đi làm. Bà đi làm rồi, đi làm. Đi làm. Đi chơi. Đi ăn. Hello cô chú anh chị ơi, cả nhà Kim bây giờ đang ở bến tàu lửa ha mọi người. Hai anh của chị đang ngồi trong đó kìa. Đi sẽ đón tàu lên Liverpool của chú anh chị để đi ăn. Hôm nay là sinh nhật của Kim. Có ba mẹ chồng Kim nữa. Kim tính là không có đi ăn đó. Định là chỉ ở nhà nấu ăn thôi. Nhưng mà ba chồng Kim nói là thôi sinh nhật của con mà nên nghỉ ngơi, không cần nấu ăn gì hết trơn. Đi ra ngoài ăn chứ tại sao phải nấu ăn cho nó cực vậy. Cho nên là cả nhà Kim đã ba chồng với chồng luôn. Là hối thúc Kim dữ lắm luôn. Là ép Kim dữ lắm luôn. Là Kim mới quyết định là đi ra ngoài ăn hả mọi người. Đi ăn cái này, cái nhà hàng này giống như là nhà hàng có món Nhật, món Trung Quốc, món Singapore, Đài Loan gì đó tùm lum hết trơn. Nói chung là ngon lắm. Lúc trước Kim cũng có ăn rồi, lúc trước sinh nhật anh hai của Chi á, là cũng ăn ở đó đó. Cho nên là Kim muốn ăn ở đó, chú chỉ có món Thái đồ gì nữa. Thì ba mẹ chồng, không biết ba mẹ chồng đi bằng cái gì, nhưng mà mình sẽ đi tàu lên đó. Rồi gặp ba mẹ chồng ở quán ăn luôn. Cái quán ăn ở gần cái bờ sông. Cũng ở trung tâm của Liverpool đó. Có khung cảnh cũng rất là đẹp hả mọi người. Đây nè, tại sao Kim đứng ở đây Kim quay. Là ở bên đây có hoa ha cô chú anh chị. Đây là những cái hoa cúc nè. Mà cái hoa này nó tốt thấy ghê luôn á. Nó xanh mương mướt luôn mà cây mập ú nu à. Hoa đẹp cho mọi người đây. Đẹp lắm. Ở đây Kim thấy có dâu tây nữa. Cái cây hoa này giống cây hoa ở nhà mẹ Kim hôm bữa nè. Y như con kim công vậy đó. Có một cái cánh nó rất là to, nó xòe ra, có cái đầu nè, y chang con chim luôn. Đây là hoa màu trắng nè mọi người. Ở bên đó Kim thấy có cái cô đó đang trồng hoa. Kim thấy cái cô đó đang dọn cỏ, với lại cắt những cái cành cây hoa chết đó. Đẹp cho mọi người. Cái hoa này đẹp quá chừng luôn nè. Xe lửa sắp đến rồi nè mọi người, đã đến luôn rồi nè.
hôm nay cuối tuần mà trời nắng nữa, thấy nhiều người đi vô trong thành phố quá này cô chú anh chị. Nè bước mạnh lên nè, té xuống đây là chết luôn nè. À, chị lại đang ngồi đây, chị lại đang ngồi đây con. Hello chị. Ga tàu cuối tuần đông lắm nè cô chú anh chị, quá trời người đi. Anh chị ngồi trong xe đẩy, ba đẩy nè cô chú anh chị. Tại vì đi bộ hơi xa, sợ em chị đi mệt. Thế nào em chị cũng mệt thôi, một chút đi về nữa, cho nên là cho lên xe luôn. Ở trong trung tâm Liverpool hôm nay người ta có bán, ta cũng bán hàng rong đó cô chú anh chị. Cái này giống như là ngày cuối tuần á, người ta dọn ra bán, xong rồi chiều dọn về. Ở đây có cái xe bán hamburger với hot dog nữa nè, quay đây chiên gì đó. Quá trời đông luôn, hôm nay được 20 độ hả cô chú anh chị, mà trời nắng ấm nữa. Từ hồi bữa giờ là trời âm u, mưa rồi âm u rồi cái mưa bay bay nữa. Tự nhiên hôm nay cuối tuần may mắn quá chừng luôn, trời nắng đẹp nè mọi người, ai cũng đi ra ngoài đường hết trơn. Trời lạnh hả? Trời gió, trời gió không phải là lạnh đâu mà giống như mát, mát mẻ đó. Mình đi bộ là mình thấy nóng ha, nhưng mà em chỉ ngồi một chỗ nè, em chỉ thấy lạnh lạnh nè. Ở trong đây cái đường này giống như là phố đi bộ ha cô chú anh chị, không có xe chạy, có xe đạp thôi. Xe đạp với lại có xe lăn. Xe lăn với xe đẩy giống em chi nè, với lại xe đạp điện đó mọi người, đi xe đạp điện được. Đây là Kim đang đi ra ngoài bờ sông hết mọi người, nó hướng ra với bờ sông á, đặt nhà hàng ở phía bờ sông. Trời nắng đẹp là cũng mấy cái chỗ, mấy cái ba nhà hàng nè, người ta dọn bàn ra ngoài đường luôn, ngồi uống bia ăn uống ở ngoài đây luôn. Cũng giống Việt Nam mình có nhiều quán vỉa hè đó không chú chị, bên đây mùa hè người ta rất là thích ngồi những cái quán gọi là ở vỉa hè như vậy, nhưng mà không phải là quán vỉa hè mà giống như nhà hàng có bàn ghế dọn ra ngoài hè, ngoài vỉa hè ngồi. Như là cái quảng trường vậy đó. Ở đây what are the Liver Building? Liver Building. I know, but what's that building for? For the government? No, many years ago it used to be Liverpool City offices, but now it's a lot of companies and different companies. Company office. Cái tòa nhà đó có hai con chim đó, con chim liver, liver hết mọi người, gọi là liver building. Tôi đi nói nhiều năm về trước là giống như cho cái nhiều văn phòng cho coi cảnh sát chính phủ gì đó, nhưng mà bây giờ là trở thành những cái văn phòng cho thuê cho những công ty đó cô chú anh chị đó, cái tòa nhà đó đó. Đi thẳng ở phía bên đây là bờ sông cô chú anh chị. Ở bờ sông này là có một cái đường hầm đi qua bên kia. We can have his wake there then. Hey. Right, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Cái này là viện bảo tàng của Liverpool nè cô chú anh chị. Cái này mình vô trong đây mình tham quan miễn phí nè, không cần phải mua vé. Lúc trước Kim có vô một lần rồi, Kim nghĩ là mua vé nhưng mà đi vô được miễn phí luôn cô chú anh chị. Nó giống là bến cảng á mọi người, cảng Liverpool. Liverpool giống như là thành phố cảng. Liverpool cũng là một trong những thành phố nên thăm khi đến Anh đó mọi người,
một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Anh. Kim đọc trên mạng Kim thấy là như vậy đó. Có tàu chạy lên chạy xuống để ngắm cảnh dọc cái bờ sông này nè. Ngày xưa lúc mà Kim mới qua đây lúc mà chưa cưới á, là tôi đi làm visa cho Kim đi du lịch bên đây nè. Lần đầu cái ngày thứ hai ở đây là tôi đi dẫn Kim lên cái tàu để tham quan thành phố Liverpool đi dọc theo cái bờ sông này nè. Cái nhà hàng ở trên đó hay không chú chị? Đây, ngay cái tòa nhà, cái hình vuông vuông đó. Có mình có thể ngồi bên trong thì mình ngắm ở bờ sông, ngồi bên ngoài là bên phía bên ngoài đó đó là ngắm ra ngoài thành phố, tòa nhà. Ba chị dẫn chị đi thang máy rồi, tại vì có xe đẩy đó, Kim đi bộ, Kim đi thang bộ chỉ trên lầu 2 thôi chú chị. Hình như là phải lên thêm một lầu nữa, đúng rồi, phải lên thêm một lầu nữa. Tới rồi. Cái đây là bên ngoài nè chú anh chị. Bên ngoài cũng rất là rộng luôn. Buổi chiều mà mát hoàng hôn á, ngồi đây sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì hơi nắng ha. Nhưng mà ở bên này người Tây người thích ngồi ngoài nắng vậy đó. Hơi nắng mọi người. Cũng có mấy cái dù nữa nè. Đây là cái tòa nhà Liver Building. Phía bên này của chú anh chị, phía bên đó là cái viện bảo tàng lúc nãy á. Còn phía ngoài trước đây là bờ sông. Ở đây có cái quầy bar rất là lớn của chú anh chị. Ba mẹ chồng Kim đã đến rồi. Đây, ngồi ở đây nè. Let's go, Jay. Don't leave your palm right by the middle. Cái đây là bé xong rồi, có chú chị. Đây là món khai vị, không có chú chị. Có mực, mực chim bọt nè. Cái mực này, lần trước Kim ăn rồi rất là tươi luôn. Nó mềm ở trong, rất là mềm và tươi nữa. Cái này là súp hoành thánh hả cô chú anh chị? Đây có hoành thánh trong đây nè. Hoành thánh nhân tôm thịt. Súp này có cái này giống như cải thảo á, lại có mì nữa, mì trứng á mọi người. Được ba cục hoành thánh là cái tô này là 7 đồng 50, là gần 8 đồng, là 240 ngàn đó mọi người. Ba cục hoành thánh nè. Đây Kim có cái này là thịt bò nướng nha cô chú anh chị, còn cái này là thịt heo nè, heo nướng. Cái này là cơm với dừa mà giống như dừa bào vậy đó mọi người. Đây là cơm chiên trứng. Tony có bò xào. Kim với Tony là share đó mọi người. Còn ba chồng Kim với mẹ chồng mỗi người là một người ăn phần hai đấy ăn ha. Cái đó là bánh tàu á cô chú anh chị, cái bánh tàu đó là để chở khách đi vòng vòng cái bờ sông này nè, chạy lên chạy xuống ngắm cảnh nha mọi người. Bây giờ tàu đã đi rồi. Kem chiên hết cô chú anh chị. Deep fried ice cream. Kem ở bên trong bên ngoài giống như là một cái lớp bánh vậy đó cô chú anh chị. Cái này ở Việt Nam Kim cũng thấy có bán kem chiên rồi nè, mà Kim chưa có từng ăn. Cái này giống như bột nếp đó mọi người, nó dẻo dẻo nè. Cái gì này đó. Ngon không chi? Nice. Sao liếm liếm thấy ghê quá vậy trời. Tony.
Ăn uống xong rồi nè mà cô chú ơi, bây giờ đang trên tàu lửa đi về mọi người. Chi, chi làm gì vậy? Station Prescott. Once again, you need to be at the front of the train to exit this service, as the rear three carriages will not fit at this station. All right, we're Prescott.